Đây em hướng dẫn cách cài đặt wifi cho con sạc TQH nhé. Con sạc này là con sạc 40 TQH này. Con này nó 3,2 triệu này. Để cài đặt wifi ấy, thì cái đầu tiên mình có thể xóa cái wifi cũ đi bằng cách nhấn giữ nút encoder này và cài đặt này. Chọn tới cái phần wifi cài đặt wifi ấy. Đây, mình chọn xóa đi nhá, xóa. Sẽ xóa hết wifi của mình đi và khởi động lại, bắt mình nhập wifi mới. Rồi mình vào app nhé, app link xong mình cài xong nó hiện ra mình Legacy nhé. Đó, vào mình copy cái token nhé, token nó ở đây này, tùy vào cái phiên bản nhưng mà nó thường là cái chữ dày dài nhiều chữ này, copy. Rồi. Sạc nó đang phát wifi ấy. Đây, nó đang báo này. Chờ kết nối, đang kết nối này, nhập wifi phát này. Mình vào phần wifi của điện thoại nhé. Đây, phần wifi này. Thấy cái sạc MPVT TQH thì kết nối vào này. Sau khi kết nối xong nhé. Rồi. Nó tự vào. Nếu nó không tự vào trang này thì mình vào trình duyệt web nhé. Mình gõ 192.168.4.1 cũng được. Đây, ví dụ em vào trình duyệt web này. Đây, Chrome nhé. Chrome này. Đây. Đây nhỏ này. 192.168.4.1.3 rồi. Rồi ấn đi này, nó vào trang cài đặt thôi. Đúng nhỉ, ấn lại cả nữa này. 192.168.4.1. Đúng thế. Không được ta, mình nhớ thoát mất wifi là sao ấy. Mình vừa vào lại nối lại wifi là nó kết nối mất rồi này, phải kết nối lại nhé. Rồi coi như mình vào được đi, vào nút config nhỉ, chọn wifi của nhà mình nhé. Nếu nó không chưa hiện ra thì ấn refresh này. Nó hiện cái wifi của nhà mình nữa nhé. Đấy, wifi nhà mình nhé, ấn vào nhập SSD là cái wifi, tên wifi, mật khẩu nhé. Nhập vào, ấn sâu để hiện lên nhé. Em bấm mật khẩu chút nha. 9, 2, 5. Rồi sau khi nhập mật khẩu xong nhá. Rồi trong Blink Server này, nhập vào là blink.vn.bdn.net nhé. Token nhé, xóa đi, nhập cái pass cái nút mình copy ấy. Select all này, pass này, cái token nút mới copy đấy, ấn save. Đó. Nếu thành công thì sạc nó sẽ báo cái lỗi thành công nhé. Đấy, quan phải ok là cái lỗi thành xong rồi đấy. Đó. Sau khi kết nối xong thì vào app, ấn ok, ấn play lên nhé. App pin là 13.47V, hơi cao cả. À, đúng rồi, 3.5V này, đúng, 3.4 này. Đó. Đó là xong phần kết nối wifi nhé.